Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Từ trước đến nay trong bộ truyện One Piece, chúng ta biết đến trái ác quỷ là những trái đặc biệt mang lời nguyền của biển, mang sức mạnh kỳ lạ. Hiện tại số lượng trái ác quỷ xuất hiện lên hơn tới 100 loại khác nhau, mỗi loại đều đem đến một năng lực bí ẩn và mạnh trong chiến đấu. Nó là nguồn gốc sức mạnh của những nhân vật khủng nhất trong thế giới hải tặc như các đô đốc hải quân, Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng. Tuy nhiên thì không phải tất cả mọi người ở trong này đều ăn trái ác quỷ. Thực tế thì nó không xuất hiện nhiều tại bốn vùng biển và nhiều người còn cho rằng trái ác quỷ là thứ chỉ có trong truyền thuyết. Sức mạnh của nó là không phải bàn cãi. Nhiều trái ác quỷ có sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới, ví dụ như trái của dâu trắng, nhưng chúng không phải là điều duy nhất khiến người sử dụng thành vô địch. Vẫn còn có rất nhiều cách hiệu quả có thể chống lại được trái ác quỷ. Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu. Thứ nhất, Haki. Haki vũ trang là một trong ba loại Haki. Đây là loại Haki phổ biến nhất để giúp một người không ăn trái ác quỷ có thể chiến đấu với những người sở hữu năng lực trái ác quỷ. Với khả năng tạo ra lớp giáp vô hình, giúp người dùng gia tăng sức tấn công và phòng ngự, họ có thể tấn công người dùng hệ Logia. Trước time skip thì những người ăn trái ác quỷ hệ Logia có thể điều khiển biến cơ thể họ hóa thành nguyên tố và cơ thể không cố định, khiến mọi đòn tấn công đi xuyên qua, không gây tác hại cho chúng. Và Haki vũ trang sẽ giúp người dùng tấn công được vào cơ thể thực của đối thủ ăn trái ác quỷ hệ Logia. Vua hải tặc Goldie Roger là điển hình cho mẫu người không sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ nhưng vẫn có năng lực chiến đấu cực kỳ mạnh nhờ vào Haki. Nếu Haki không tồn tại, những ai chưa ăn trái ác quỷ chắc chắn sẽ khó theo kịp những người có năng lực từ trái cây này và do đó họ sẽ gặp bất lợi lớn trong chiến đấu. Thứ hai, năng lực khắc chế trong tự nhiên. Tất cả mọi thứ đều có điểm mạnh và điểm yếu. Ví dụ như trái sấm sét của chúa trời Enel cực kỳ mạnh nhưng lại gặp phải thiên địch là trái Gomu của Ruffy, khiến những đòn tấn công sấm sét cả triệu vôn lại vô tác dụng. Hay như trái cát tạo ra sự khô khan, hút độ ẩm của Crocodile lại có nhược điểm là nước. Trái độc của Magellan khiến không ai dám dùng tay không chạm trực tiếp vào hắn ta, nhưng trái sáp của Mr. Three giúp tạo lá chắn để Ruffy có thể tấn công lại mà không phải chạm trực tiếp. Trái linh hồn của Big Mom vô cùng đáng sợ. Khi sở hữu năng lực tùy ý lấy đi phần hồn của một người, những trái Yomi vốn dĩ không còn khả năng gì đặc biệt hơn lại giúp Brook trục xuất được linh hồn Homie ngụ trong đồ vật. Thậm chí còn gây thương tích cho Prometheus, một Homie đặc biệt được tạo ra từ chính linh hồn của Big Mom, chém đôi được Zeus. Từ đó, có thể thấy được việc hạ gục những người sở hữu trái ác quỷ có thể bằng việc hiểu về nguyên tố khắc chế nguyên tố. Thứ ba, đá biển, công nghệ khoa học. Haki vũ trang không phải là một thứ sức mạnh dễ dàng có được, nó đòi hỏi một thời gian tập luyện và lĩnh hội, đồng thời muốn tập luyện lên cấp cao là rất khó khăn. Vì vậy, Haki không phải là thứ mà người bình thường có thể dễ dàng sử dụng. Thậm chí theo lời của Rayleigh, có người luyện tập cả đời cũng không thể thức tỉnh được Haki. Trước khi giới thiệu Haki vũ trang, Oda nhắc tới đá biển, công cụ giúp khống chế những kẻ sử dụng trái ác quỷ. Trên đảo trời có thông tin cho rằng đá biển và đảo trời được tạo ra do một chất hoặc vật thể được gọi là pyroblone. Chất này có trong không khí bởi một vũ phun trào núi lửa. Wano có một ngọn núi lửa đang hoạt động nằm giữa lãnh thổ của nó, không đâu khác chính là núi Phú Sĩ. Wano từ xa xưa cũng có các thợ thủ công giỏi chuyên điêu khắc đá biển. Vì vậy đây cũng có thể là lý do tại sao chính phủ và thậm chí các bên khác đang cố gắng mua vũ khí và công nghệ khác từ Wano. Đá biển thường là vật liệu để làm còng tay mà hải quân đang sở hữu. Bởi vì với viên đá biển trong chiếc còng, những kẻ bị bắt và có năng lực trái ác quỷ sẽ không thể làm được điều gì nhiều. Ngoài ra, điều thú vị là vật liệu này có thể áp dụng cho các vật thể khác như viên đạn hay bất cứ thứ gì. Law đã bị Hawking bắn những chiếc đinh làm bằng đá biển vào người và Hawking cũng đã giải thích ngắn gọn về chất liệu của đá biển. Hiện giờ tác giả Oda vẫn chưa tiết lộ hoàn toàn đá biển thực sự hoạt động như thế nào để có thể vô hiệu hóa năng lực trái ác quỷ. Thứ tư, găng tay phô tông. Gần đây nhất, tác giả Oda giới thiệu một công nghệ tiên tiến có khả năng chống lại năng lực của trái ác quỷ. Chúng ta có thể thấy điều này ở trong chương 1062 khi mà Ruffy, Chopper, Bonney và cả Jinbe quyết định tiếp tục thám hiểm. Mọi người đã gặp băng Atlas và thật thú vị khi Atlas có thể đấm được Ruffy bay ra xa. Sau đó bản thân cô ta dường như còn đấm được một con quái vật hình ảnh ba chiều, điều mà Ruffy không làm được. Atlas sau đó giải thích rằng anh ta có thể đấm được những vật thể vô hình nhờ vài đôi găng tay phô tông, có khả năng tương tác vật lý với ánh sáng. Và điều đặc biệt đó chính là việc Atlas có thể dùng găng tay phô tông đánh gục được Ruffy. Điều này cho thấy trái ác quỷ có thể chứa yếu tố ánh sáng hoặc liên quan đến nguyên tố ánh sáng. Nếu đó là sự thật, thì có nghĩa là găng tay phô tông của Atlas có khả năng gây sát thương cho Ruffy. Và chiếc găng tay phô tông có thể là vũ khí mới để đối phó với những người có năng lực mạnh mẽ như Kizaru hay thậm chí là năng lực trái ác quỷ nói chung. Tại sao Vegapunk tạo ra công cụ này cho đến nay vẫn còn là một câu hỏi lớn. Tuy nhiên, đây chắc chắn có thể là một cách để những người không có sức mạnh Haki có thể đối mặt với những người sử dụng trái ác quỷ. Đá biển thực sự có thể là một lựa chọn, nhưng tất nhiên không phải là ai cũng có thể tiếp cận vật liệu này. Vì vậy thì găng tay phô tông có thể là một phương án hiệu quả. Thứ năm, công nghệ Double Esker. Ngoài những vũ khí mạnh đã được nêu ra ở trên, chúng ta có thể thấy công nghệ khoa học của phe chính phủ thế giới rất phát triển. Ngay từ đầu họ đã giới thiệu người máy Pacifista, gần đây nhất là vũ khí Double Esker của Vegapunk đủ mạnh để chính phủ loại bỏ hệ thống Thất Vũ Hải. Chúng ta được thấy sức mạnh của Seraphim mạnh mẽ như thế nào, nó đủ để một tứ hoàng như dâu đen phải kinh hãi khi lần đầu đụng độ.
Và với việc Bonnie có thể sử dụng trái ác quỷ tăng tốc độ sinh trưởng của cơ thể con người, liệu thì Seraphim có sớm được tiến hóa lên phiên bản người lớn không? Lúc đó sức mạnh là không thể đo đếm. Trên đây là 5 vũ khí có thể chống lại được trái ác quỷ trong thế giới One Piece. Hầu như chúng đều nằm trong tay của hải quân và chính phủ để đối đầu và áp chế hải tặc hùng mạnh. Bạn có biết vũ khí nào mà mình chưa đưa vào thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.